bây giờ sang những cái nhóm bệnh thứ hai nó sẽ làm nặng hơn và bệnh nhân sẽ theo mình lâu hơn, đó là bệnh CIDP, viêm tuyến tắc của vi chứng gọi là bệnh đa nhĩa và dây thần kinh bị viêm nhưng do viêm mãn tính. Cái cơ chế bệnh của nó là cũng có liên quan đến vi vi khuẩn rồi, thì nó mới sinh ra kháng thể và nên nhớ là tự miễn dịch của cái CIDP nó khác với tự miễn dịch của Guillain-Barré ở chỗ là tự miễn dịch của Guillain-Barré là miễn dịch dịch thể, tức là nó sinh ra kháng thể, và tự miễn dịch của CIDP là nó có vai trò của tế bào nó đánh nó trực tiếp và kháng thể, tức là có cả hai hai cái luôn. Tỷ lệ mới mắc là 0,33 trên 100 ngàn dân, hiện mắc là 2,81 trên 100 ngàn dân. Và lâm sàng thì là yếu cơ, đó là cảm giác tương đối cân đối cả hai bên, tương đối cân đối nhá. Nhưng mà nếu mà đo điện cơ chúng ta sẽ thấy là nó không hoàn toàn cân đối, và chúng ta sẽ gợi ý trên một bệnh nhân liệu có phải là bệnh đa dây thần kinh là do chuyển hóa hay là CIDP không. Và phản xạ cơn xương thì giảm hoặc là mất, bệnh nhân thì nặng lên trong thời gian là trên 2 tháng theo thời tăng dần hoặc là từ nấc hoặc là tái phát, thì có thể là tiến triển cấp tính thì 16% bệnh nhân CIDP có biểu hiện cấp tính giống như Guillain-Barré. Nếu lâm sàng đó là cảm giác là như thế, không có rối loạn nhịp tự chủ, không có yếu cơ mặt hai bên, không có nhiễm trùng trước đó, không có suy hô hấp, thì trên một bệnh nhân giống với Guillain-Barré chúng ta nghi ngờ liệu đấy có phải là CIDP thể tiến triển cấp tính không. Thế trong cái CIDP thể hình thì 33% có đau, 15% mệt mỏi, 5% có run, 25% thì là có rất là nhịp tự chủ nhưng mà thường nhẹ nhé, rất là nhịp tự chủ thường là nhẹ. 5-20% có tổn thương dây thần kinh sọ não, thường là dây 7 nhưng mà thường là ít, em hãy nhớ dùng nha. CIDP thì ít rất là nhịp chủ hơn và ít tổn thương dây sọ hơn và cũng ít khi mà có suy hô hấp. Trong dịch não tủy thì trong thể kinh điển thì cũng có phân tích là của tế bào, nếu mà tế bào nó trên 10 và nhất là trên 30 thì như cũng đã được trình bày trong bệnh Guillain-Barré thì ở đây chúng ta cũng phải xem xét lại có phải là vì các bệnh này không. Thì lúc đấy tôi cũng có nhấn mạnh lại bệnh sarcoido chúng ta rất ít khi chẩn đoán, và người ta theo các tài liệu người ta nói là phân tích tế bào trong dịch não tủy không phải là đặc trưng của CIDP, không nên coi nó là dấu hiệu then chốt trong chẩn đoán bệnh nha. Cho nên là chúng ta nói là mình có củng cố thêm cái chẩn đoán thôi, chứ không phải là vì là không có thì mình sẽ phủ nhận. Chụp MRI thì cũng phải cần giống như vậy, giống như là người ở ba đề xin biết dây thần kinh thì chúng ta hiện nay là không có làm. Người ta cũng khuyên là nên tầm soát qua các paraprotein, không biết các em có làm không. Với tôi từ xưa tôi đã rất quan tâm đến cái này. Nước mình hiện nay thì có hầu như chỉ có ở Hòa Hảo, còn một vài bệnh viện rất lớn thì người ta mới làm cái này rồi. Có một số bệnh nhân nó giống CIDP, có một số bệnh nhân nó giống Guillain-Barré, có một số bệnh nhân nó giống như là bệnh đa dây thần kinh nhưng mà tìm mãi chả ra nguyên nhân chuyển hóa gì. Chúng ta có thể làm cái này, chúng ta được đi để đo cái nồng độ IgG, IgM và IgE nha, để xem nó có cái biến loạn gì không. Thì đấy là chúng ta tìm cái gọi là monoclonal và chúng ta còn tìm cái paraprotein nữa. Thế còn cái chẩn đoán điện trong xe CIDP thì là nó là điển hình của thể bị myelin, bao gồm có giảm dẫn truyền, tốc độ dẫn truyền vận động, kéo dài cái thời gian điện vận động ngoài biên, sóng ép thì thời gian điện nó kéo dài ra, và cái vận động thì nó có phát tán theo thời gian và có phong bế. Nếu mà không rõ ràng hoặc là nếu có thêm tổn thương sợi trục thì chúng ta dùng bảng tiêu chuẩn chẩn đoán của Liên đoàn Thần kinh Châu Âu và Hội Chẩn đoán Điện, Hội Bệnh Thần kinh Ngoại và Biên. Cái hội này rất là mạnh mà tôi chưa đi dự một hội nghị bao giờ. Theo như là tiến sĩ Hiếu nhận xét thì hội nghị của nó hay hơn nhiều so với cái hội nghị mà tôi hay dự ở bên Mỹ. Các em hãy nhớ cái này nhé, đây là một cái tiêu chuẩn rất là quan trọng và Mỹ hiện nay cũng phải phạt theo. Nhưng mặc dù Châu Âu thì thường nghĩ là không tín nhiệm lắm, thế nhưng mà cái này là Mỹ nó vẫn đang phải theo. Thì đây là một cái những cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán phân biệt tổn thương dẫn trục hay là tổn thương bị myelin để chúng ta có thể chẩn đoán là CIDP hay là Guillain-Barré. Thì chẩn đoán CIDP thì mức chắc chắn là chúng ta phải kiểm tra từ 5 đến 8 dây thần kinh, và nếu không có bằng chứng của bị myelin thì chúng ta phải xem chẩn đoán khác. Ở đây là liệt kê những cái thể CIDP không điển hình ạ.
ta nhớ là CDP có cái chữ D ở đây, chữ D ở đây tức là gì? Demyelinating không? Tức là có bị myelin. Nhưng mà các em hãy nhớ là nó còn có nhiều cái thể khác nữa ha. Thì ở đây là chúng ta có cái thể tắc này, tức là cái tắc của cái chữ này ấy. Tức là bị myelin và cân đối ở ngọn chi ha. Thì nó biểu hiện ở ngọn chi. Còn cái thể mắt sang, mà nếu các em làm việc với các bác sĩ chuyên khoa về địa phương lâu năm thì rất hay nói tới. Và trên thực tế Việt Nam chúng tôi còn khó gặp. Bản thân tôi cũng có một cái thiếu sót, tại vì hàng năm mình đi gặp được vài ca, hàng năm này sang năm khác nên em tích lũy được rất là nhiều để mình trình bày lại cho các bạn đồng nghiệp giống như các em ở đây. Nhưng mà mình không có lưu trữ gì cả. Cái thể mắt sang ấy là cứ đợt này bị một hai dây thần kinh, đợt sau bị một hai dây thần kinh nữa. Đấy, và cái cách điều trị thì là chúng ta cũng điều trị theo kiểu tự miễn dịch đó. Và chúng ta đo thì thấy là gì, là nó cũng là thể bị myelin, nhưng các em hãy nhớ nhé, nó khác nhưng mà mình ở chỗ nào là nó có cả thể cảm cảm giác đấy, nên chúng ta sẽ phân biệt cái thể mà mình ở chỗ đó. Thế còn đây của mỗi chúng ta lại có cái CIDP chỉ có vận vận động thôi, thì là chúng ta có là chỉ có biểu hiện của vận động thôi và cái cảm giác thì nó không bị. Còn có một thể nữa là CIDP chỉ có cảm giác thôi thì có cái viêm tuyến tắc như vậy. Nên tóm lại là nó rất là rắc rối đó. Rắc rối chúng ta dựa vào cái bảng tiêu chuẩn của châu Âu đó, chúng ta chẩn đoán CIDP, còn chúng ta dựa vào những cái kiểu tiến triển, đây là cái kiểu phân bố thì chúng ta phân biệt được cái này. Cái kiểu tiến triển tức là giống như bệnh nhiều dây thần kinh rải rác, nó cứ từ lần một, thì là cái kiểu này gọi là cái hội chứng Levi-Sumner hay là cái tắc là mắt sam. Tức là đây cái chữ mắt sam, cái chữ mở đầu nó có cái chữ là multi focal, tức là nhiều chỗ nhiều ổ. Thế còn nếu mà theo cái kiểu như thế vận động hay là cảm giác thì chúng ta phải chia ra những cái thể này. Như vậy là gì, Guillain-Barré có nhiều thể và CIDP thì ngoài thể điển hình cũng còn có nhiều thể khác khác nữa. Về điều trị CIDP thì chúng ta cũng có điều trị miễn dịch, thì ở đây người ta nói rằng là đều có hiệu quả cả. 80-90% là thuyên giảm một trong những phương pháp kể trên, và chúng ta hãy ghi nhớ nhé, Guillain-Barré thì không dùng corticoid, còn CIDP thì dùng corticoid. Hãy ghi nhớ dùng điều này, và điều này nó rất là quan trọng trong cái chuyện gì, trong cái thể mà CIDP khởi phát cấp tính nhá. CIDP khởi phát cấp tính nó rất là giống Guillain-Barré các bạn, nhưng mà Guillain-Barré thì không được dùng corticoid, còn CIDP khởi phát cấp tính thì là dùng corticoid được. Và nếu chúng ta chẩn đoán phân biệt được thì chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân, thì chúng ta biết rồi corticoid thì rất là rẻ đúng không ạ, và chúng ta sẽ điều trị nó cũng rất là nhanh. Hiện nay thì vẫn chưa có đồng thuận là phương pháp nào là lựa chọn hàng đầu cho CIDP, và nếu kháng chỉ với phương pháp đầu tiên thì chuyển sang phương pháp khác. Và người ta nói rằng là đối với CIDP nặng và kháng chỉ thì có thể là cái đối tượng hiệu quả hơn là chuyển immunoglobulin. Immunoglobulin thì là hiệu quả đã được chứng minh, cái liều lượng cũng vẫn như vậy thôi, chia trong 2-5 ngày thì chúng ta từ nay trở đi dùng 5 ngày. Có một giờ tôi cho chuyển cấp tập trong 2 ngày, các bệnh nhân có biến chứng, hồi đấy tôi làm của mình là hồng nước, thì ngay từ đó trở đi tôi lại quay trở về chỉ dùng 5 ngày thôi. CIDP nó không khỏe hẳn, cho nên nếu ở nước ngoài và nếu là đại gia thì chúng ta cứ làm bệnh nhân là 3 tuần đến 1 tháng quay trở lại tôi một lần, chuyển một nửa liều, cũng 5 ngày như thế và một nửa liều thôi. Thế còn corticoid thì liều thông thường người Tây sử dụng rất là liều rất là cao, còn ở người Việt Nam thì tùy theo cân nặng là chúng ta có lẽ là chỉ dùng, đây là người ta tính cái liều theo trong ngày, người Việt Nam thì có lẽ là ta sẽ nên liều rất thấp hơn một chút, chứ không phải cứ ăn những cái này cứng nhắc sang. Có một nghiên cứu cho thấy rằng là immunoglobulin thì dùng nào tốt hơn và hiệu quả hơn so với corticoid, nhưng mà dùng corticoid thì ít tái phát hơn trong vòng 6 tháng. Trong điều trị những thể CIDP không điển hình thì cũng điều trị cũng giống như thể điển hình thôi. Có một số ngoại lệ là cái thể tiến triển cái chữ D đây là distal nhé, tức là ở ngọn chi nữa, thì nó tiến triển chậm chạp và tàn phế thì cũng tối thiểu, cho nên chỉ cần theo dõi thôi, chưa cần dùng thuốc chế miễn dịch ngay. Và thể vận động và hội chứng Levi-Sumner thì nên dùng cái
hơn là dùng corticoid. Và hãy nhớ này, corticoid có nguy cơ làm nặng bệnh hơn. Đấy, cho nên cá nhân tôi cứ thế mà thấy một bệnh nhân thể cái kiểu mà bệnh dây thần kinh rạn nát, bệnh cơn dây thần kinh nhưng mà nhiều ổ rạn rạn nát là mà nó có từng đợt thì mình sẽ phản xạ, mình sẽ dùng cái bọc corticoid. Nhưng mà hãy nhớ là cái hội chứng Lewy Sumner là không dùng corticoid nhé. Những bệnh nhân có cái kháng thể này thì là lựa chọn hàng đầu này là immunoglobulin và corticoid, nhưng mà thường bệnh nhân đáp ứng kém và chúng ta dùng rituximab có thể có hiệu quả. Rituximab cái giá của nó khoảng tầm 3 mấy triệu, nhưng mà khi Hà có thông báo cho tôi là ở nguồn ở đâu có 10 mấy triệu ạ, thành ra nếu mà mình chuyển cho họ là nó rẻ hơn nhiều so với chuyển immunoglobulin chứ. Thế mà rituximab mình cứ thấy chuyển là an toàn hơn đấy. Về mặt điều trị CIDP thì để giảm bớt phụ thuộc vào thay vết thương immunoglobulin hay là corticoid thì chúng ta có thể dùng những phương pháp khác. Cá nhân tôi thì hay dùng cái này nhé, azathioprine, tức là ibuprofen. Chúng ta có thể dùng methotrexate đơn độc hoặc là kết hợp thêm vào cái này để những bệnh nhân kháng trị. Thế còn cái này ở nước mình thì đâu có đâu. Có một số bệnh nhân thì có thể đáp ứng tốt với lại cyclophosphamide, thì cái này hồi xưa tôi cũng có dùng, bây giờ cũng hơi ngại thì vì nó có cái tác dụng phụ về cái chuyện sinh ung thư. Thế còn này này thì cái cũng sẽ xem xét chúng ta hay dùng đây, nhưng mà cái liều đúng theo tây thì nó phải là 3-4 viên, còn ở mình thì thường là hay dùng có 1 viên thôi, và cũng dùng 2-2 viên thôi. Thế còn cái tacrolimus này ở nước mình có nhé, mình có chúng ta nhớ nhé, cái tacrolimus chúng tôi đã làm những nghiên cứu xong rồi bỏ giờ rồi. Thì những cái bệnh thần kinh mà có liên quan đến tự nhiên các em cũng dùng tacrolimus để thử xem, thì chúng ta thấy tác dụng cũng rất là tốt đấy. Thì tôi cũng có một cái là mình hay đi ra ngoài cái thức của mình, có một số bệnh nhân bị bệnh da nha, ví dụ bệnh sơ cứng bì nhá, hay là bệnh eczema, cái bệnh là tràn dị ứng mà bôi vào cái mũi nó tè tét cả da đó, mình đang nhớ được không nổi. Các em dùng tacrolimus xem, một cái tip của nó đắt lắm, mấy trăm ngàn hay 1 triệu gì đó, nhưng mà bôi vào là bệnh nhân không có biến đổi về da, nhưng mà nó lại các cái tổn thương nó lại thay đổi, thành ra nó rất là hay. Và một lần nữa ở đây nhắc lại về rituximab nhé. Thế còn cái kháng thể đơn giản này thì tôi không được biết thì chỉ về lại thôi. Sẽ có một câu hỏi bệnh nhân hỏi chúng ta đến lúc nào để bắt cho em đi điều trị. Tại vì chúng ta cho bệnh nhân truyền immunoglobulin, chúng ta cho bệnh nhân dùng corticoid và bắt đầu chúng ta dùng thuốc chế kinh dịch luôn, ibuprofen hoặc là methotrexate là tiện nhất cho mình, hoặc là cho cetrizine. Thế chúng ta sẽ bảo bệnh nhân là phải dùng tối thiểu là 6 tháng. Thế còn cái mũi chúng ta sẽ giảm đi thật là nhanh để đỡ bệnh vì cái tác dụng phụ. Thế bệnh nhân sẽ hỏi mình thì em còn phải dùng bao lâu nữa? Bởi vì là một viên xem xét nó là 60-70 ngàn một ngày. Nếu mà bây giờ đây cho bệnh nhân 3-4 viên rất là nhiều tiền đúng không ạ? Bệnh nhân lên 1 tháng, bệnh nhân lên 6 tháng. Thế thì tôi thường hay nói là có lẽ nó phải đến 2 năm đấy để cho bệnh nhân chuẩn bị trước à. Tại vì chúng ta biết là xem xét và immunoglobulin nó phải mất từ 6 tháng đến 7 tháng mới phát huy hết công hiệu. Trong thời gian đấy ở nước ngoài người ta sẽ dùng corticoid, còn mình cá nhân tôi thì dùng corticoid cho người Việt Nam cũng sao hay có tác dụng phụ nhiều lắm, thành ra là mình chỉ dùng khoảng độ 2-3 tháng thôi rồi mình cho bổ sung cái methotrexate vào. Methotrexate có một cái rất là hay, tức là nó rẻ lắm, một viên nó mấy ngàn, một tuần dùng có khoảng 5-7-8 viên thôi. Thế mà mình dùng vào và tác dụng của nó là có tác dụng liền, chứ không phải là như xem xét hay là ibuprofen là phải đợi nhiều tháng sau, mà thằng này nó chỉ vài ngày thì một hai tuần là nó đạt được cái kết quả rồi. Tại vì mình dùng vô, nhưng mà xin nói các em cái độc vô thì cũng sợ lắm, tại vì nó đều là thuốc độc tế bào mà, thành ra là mình cũng phải theo dõi nó cẩn thận về chức năng gan, phải theo dõi tế bào bạch cầu. Nhưng mà nếu mà mình bệnh nhân dùng nặng được thì nó rất có lợi cho người bệnh nhân. Thế còn theo đúng tài liệu thì là nếu immunoglobulin đã có công hiệu thì vẫn tiếp tục công hiệu lần gặp lại đến lần thứ hai và lần thứ ba. Thì corticoid có thể đạt hiệu quả tối đa phải mất đến 12 tuần, tức là 6-3 tháng sau là mới hiệu quả. Thì khi ngừng điều trị phải cảnh giác với khả năng tái phát. Mình luôn luôn nhắc bệnh nhân là ơi chớ có triệu chứng thì lập tức tới tôi liền nha,
chứ không bệnh nhân thì sẽ nặng, như thế là thể một hai tháng sau bệnh nặng rồi mới quay lại, thì tạm thế nó sẽ tích lũy lại. Và nếu mà điều trị những trên 3-6 tháng mà không hiệu quả thì chúng ta phải xem lại liều lượng, chúng ta có thể dùng phương pháp khác và xem lại xem có phải bệnh nhân bị xe bị nghỉ không. Đây là một bệnh nhân của chúng tôi 63 tuổi, bệnh đã 1.5 năm rồi, bệnh này là mới. Dù là bệnh đây thì đi không có tuổi chiều dài nhưng hoặc chi nó vẫn yếu hơn nhiều so với gốc chi. Chúng ta thấy bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân rất là khác nhau. Vì cái em bé thì quen vào đây trước chúng ta thấy nó lại yếu sơ gốc chi nhiều hơn. Để chưa bây giờ đây là bệnh nhân CIDP. Cũng là một cái kiểu người ta đi không có tuổi chiều dài bệnh nhân này hoặc chi. Đây là cái hình ảnh chẩn đoán điện tôi chiếu lên cái lâm sàng để cho chúng ta xem cái hình ảnh chẩn đoán điện của bệnh nhân này. Đây là dây thần kinh giữ ở cái bên trái thì chúng ta thấy thời gian tiềm ở đây, thời gian tiềm là 6,41, tức là vượt quá chuẩn rồi, đúng không ạ? Thế và chúng ta thấy là biên độ CMV đây nó rất là thấp và chúng ta thấy cái tốc độ nó thay thẳng mà tốc độ khoảng 13 thôi, và chúng ta thấy là có hiện tượng là phát tán theo thời gian này. Đây là của dây thần kinh trụ ở phía bên trái, chúng ta thấy thời gian tiềm là 3.4.9, chúng ta biết là tiêu chuẩn bình thường là 3.5, đúng không? Trên những cái máy điện cơ chúng ta sẽ yêu cầu kỹ thuật viên người ta cài đặt cho mình cái chỉ số bình thường, nó sẽ nằm ở cái góc này đây. Thì tiếp lên một cái là mình sẽ thấy ngay là nó kéo dài so với bình thường. Thế và chúng ta có cái biên độ là 1.1, tức là rất là thấp. Và chúng ta có cái tốc độ đây, tức là có 26 rồi. Điện cơ kim thì chúng ta thấy là thời gian tốc độ bù tay này thì thế thì phát rất là nặng. Rồi một loạt những cơ khác chúng ta thấy có. Và chúng ta thấy là vì đây là bệnh mạng tính cho nên là những đơn vị vận động nó rộng, nó cao và nó đa phạm và có kết tập thì nó dài. Một trường hợp khác, đây là hướng dẫn của bác sĩ của tiến sĩ Nguyễn Lê Trung Hiếu và bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng mình đây. CIDP khởi phát cấp tính thì bác sĩ Nguyễn Lê Trung Hiếu có một cái bài báo cáo rất là hay, thành ra tôi cũng xin phép để tôi trình dẫn, để tôi trình bày đây để cho các em chúng ta cùng nhau chúng ta học tập. Thì đây là một bé gái 3.5 tuổi, bệnh sử trước đó không có trị ngừa hay nhiễm khuẩn gì. Bệnh nhân có yếu cơ hai chân lan nhanh tứ chi, nhập viện vào ngày thứ tư sau khởi phát yếu chân. Thì bệnh nhân bị liệt mặt ngoài biên hai bên và mất phản xạ tương xương tứ chi. Và bệnh nhân bị siêu hấp nhanh chóng trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện.
dịch não tủy thì đạt là 3,76 gram trên lít và tế bào như thế này là phân ly rất là rõ các bạn. Tiến triển cấp tính như thế chắc chắn chúng ta sẽ đến về ba đề rồi. Thì ở đây cái chữ này chẳng qua là đã chẩn đoán xong rồi của tiến sĩ Lê Trung Hiếu từ đưa vào thôi, chứ bạn của tôi nếu có thế này chắc chắn mình chẩn đoán là về ba đề luôn. Thế và đây thì chúng ta thấy rằng là không có đáp ứng vận động, không ghi được cái gì hết trơn thì làm sao đo được tốc độ để nhận chẩn đoán lại càng khó nữa. Nhưng mà đây không có đáp ứng cảm giác và không ghi được tình thế cảm giác là hai cái mình phẩm bắp chân thì hơi cố tình chua đỏ đặc trên cái bệnh nhân này. Vừa với giai đoạn cấp tính nếu mà có đem bare điển hình thì chúng ta sẽ ghi được tình hình bắp chân và bé gái này là không ghi được luôn. Đấy. Và điểm cơ tim thì là thấy có biểu hiện mất phân bố thần kinh cấp tính rất là nặng, và bởi vì là bệnh nhân bị liệt nặng cho nên không khảo sát được cái đơn vị vận động. Bệnh nhân được chẩn đoán là Guillain-Barré thể am san bởi vì cả cảm giác lẫn và vận động. Bệnh nhân được điều trị immunoglobulin trong 5 ngày, kết quả là cái máy thở sau 5 ngày xích cơ tay thì như thế này, cơ chân như thế này, và bệnh nhân ra viện cái thứ 2-3 tuần bệnh thì tay chân đều là cải thiện một cách rõ rệt. Đến ngày thứ 44 thì bệnh nhân lại bị tái phát nha. Ngày 44 tức là sau 6 tuần mà chúng ta đã vượt qua mốc 4 tuần rồi, bắt đầu câu hỏi nghi ngờ là Guillain-Barré tái phát hay là CIDP nó là thể khởi phát tức cấp tính, hay là Guillain-Barré mà ra vận theo điều điều trị. Đến cái ngày số 44 tức là bắt đầu câu hỏi bắt đầu đặt ra rồi. Bệnh nhân nhập viện với sức cơ tứ chi là 2/5, có suy hô hấp và nhưng mà không có điện dây mặt nữa. Chẩn đoán điện tại lần thứ hai thì đo dẫn truyền vẫn không có đáp ứng với như là lần một và điện thế thứ phát. Ở đây có một cái câu là liệt dây mặt. Chúng ta thấy lần đầu liệt dây mặt chúng ta đương nhiên là nghĩ đến Guillain-Barré không ạ? Thế và trong CIDP chúng ta nhớ là cũng có liệt dây mặt nhưng mà rất là ít, cho nên chúng ta cũng hiểu là vì sao là từ đầu và cho đến tận cái giai đoạn thứ hai này chúng ta vẫn tiếp tục là phải suy nghĩ là có phải là Guillain-Barré mà ra vận theo điều trị không, hay là Guillain-Barré tái phát không, hay là CIDP mà được phát cấp tính. Chúng ta lại cũng vẫn thấy hiện tượng đó. Bệnh nhân được chẩn đoán là Guillain-Barré thể am san đã được giao vận với điều trị, cái này cũng hoàn toàn là rất là hợp lý, đúng không? Bệnh nhân bị nặng và phải thở máy, điều trị lần thứ hai bằng immunoglobulin cũng rất may bởi vì em bé thành ra là cái liều lượng nó thấp, tiền nó không nhiều. Thứ hai là cha mẹ mà cho con thì bao giờ cũng không bao giờ tiết tiền, nhưng nếu đây là một người lớn mà bảo chuyện lần thứ hai thì tôi tin là sẽ nhăn nhó rất là nhiều đấy. Thế và đến tuần thứ 13 sau khởi phát thì bệnh nhân xuất viện. Đến tuần thứ 15 sau khởi phát nào đã vượt qua 8 tuần rồi phải không, lại tái phát. Như vậy chắc chắn lúc này chúng ta phải nghĩ đến CIDP rồi, là người vấn đề và tái phát đến thứ 3 là cực kỳ hiếm luôn. Và ra vòng nhiều điều trị như tôi chưa vừa trình bày với em lúc nãy, Guillain-Barré và cái thể đáp ứng giao động với điều trị thì chúng ta cũng chú của nói trong 8 tuần đầu rồi. Và vấn đề là tuần thứ 15 rồi thì bé là phải nhập viện và là phải chuyển nặng. Tất nhiên cách điều trị là nó giống giống nhau. Thế và đây là cái bản do tiến sĩ Lê Trung Hiếu cung cấp cho chúng ta, thì chúng ta thấy là đo hết cả nha, đều có đo được tốc độ nữa ở đâu, và chúng ta thì thấy là tổn thương rất là nặng nề. Đây là tiến sĩ Lê Trung Hiếu đã chẩn đoán lại đấy, như là chẩn đoán rất là đúng luôn là CIDP là thể khởi phát cấp tính đấy. Thế và bệnh nhân được điều trị nhưng mà bắt đầu có corticoid rồi, thì chúng ta biết là Guillain-Barré thì không có corticoid nào mà, nhưng mà CIDP thì có corticoid được. Và theo những báo cáo mà tôi có trình bày lúc đấy thì có corticoid để làm được tình trạng tốt hơn nữa. Thế đến tuần thứ 22 sau khởi phát thì bệnh nhân xuất viện, sau đó tới 3 tháng nhập viện lại một lần theo hẹn để truyền. Cái này giống chuẩn của Tây không ạ? Nó rất đa kèm nên mình được nhiều hai điều trị rất là chuẩn luôn. Và bệnh nhân được dùng prednisone từ sau đợt thứ 6 thì bắt đầu giảm liều prednisone. Và đến cái ngày báo cáo của tiến sĩ Lê Trung Hiếu thì là liều lượng là rất là thấp rồi, cứ mỗi cuối tuần thì cho một đợt thì bệnh nhân rất là ổn định, sau 30 tháng sau khởi phát thì có thể chạy nhảy bình thường, hay không? Thế và cái bài này thì là được báo cáo ở bên Tiếp Ý, nhiều hình như là một ông vân quá tải để chợ của ông thầy Cung Bà Ti hay sao đó, hay là chắc là cũng nhiều tiền hơn ông Hòa đi vượt đúng không? Mặc dù mình là đầu đảng tác giả thì tôi rất khuyến khích các em để chúng ta có thể có những ca rất là hay như thế, các
nằm ngay trong tầm tay của mình thôi, nên là mình có chỉ có tư duy một chút là mình cũng ngoài phong lẫn liệt đấy, theo hội nghị quốc tế đây đó. Và báo cáo trước mặt mọi người đâu có thua gì ai đâu, vừa mới năm ngoái đấy nhé.